Get out. Look it, get out. Oh, chưa ra nữa. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, chim bồ câu em phóng sanh muốn hết luôn rồi nha. Bây giờ ai muốn đặt phóng sanh chim bồ câu để tháng sau á. Bây giờ em sẽ đi nấu ăn cho rấy cá đây à mọi người. Rấy cá nó ăn cái gì mà em phải nấu? Giờ nó ăn seafood không à, hải sản thôi, chứ nó không ăn được gì ngoài này đâu. Dạ. Đây là tôm tép đi te chích điện chết, em mua về 60.000 một ký thưa các bạn. Nhờ người ta lặt cái đầu như vậy luôn để cho vịt và ngỗng ăn đầu, còn cái thân á, thì em sẽ chiên xào nấu nướng để cho rấy cá ăn. Yes. Và bây giờ mọi người hãy coi ẩm thực của em. Dạ mọi người, những cái đồ ăn này là của rấy cá nha. Nếu chúng ta thích ăn cái mấy cái này là mình đang dành ăn với rấy cá nha quý vị. Em thì em ăn chay. Mua tôm tép người ta cứ tưởng em mua về ăn. Ăn gì mà dữ vậy. Nhưng mà đâu phải em ăn đâu, rấy cá nó ăn đó quý vị ơi. Quý vị à, ai muốn biến rấy cá làm thú cưng là một sai lầm đó. Bởi vì loài vật này không thể làm thú cưng được đâu. Nó phải ăn đúng đồ ăn của nó mới sống được. Bây giờ chùm củi.